hơn một tháng nay, nhiều diện tích sen đang trong thời kỳ phát triển và cho thu hoạch của người dân trên địa bàn xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên bị thối ngó, che lá hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người nông dân địa phương. Xã Minh Phượng hiện có trên 6 hecta đất trồng sen tập trung nhiều nhất tại thôn Điểm Đông và thôn Mai Xá. Hơn một tháng trở lại đây, nhiều diện tích trồng sen của người dân địa phương bị triệu chứng lá vàng và héo úa chết khô khiến năng suất giảm ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Được biết, sen được trồng từ tháng 2 và cho thu hoạch vào cuối tháng 5 âm lịch. Tuy nhiên, đến nay trên 70% diện tích sen bị chết do thối ngó cháy lá. Nhiều hộ trước khi xuống giống vụ sen đã giải vôi bột và phơi khô ruộng sen. Tuy nhiên, sen vẫn bị chết, thối rễ sen là cây trồng mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân vì vậy trước tình trạng trên đề nghị cơ quan chức năng cần sớm xác định nguyên nhân để kịp thời có khuyến cáo cho người dân phòng bệnh hiệu quả giúp bà con yên tâm phát triển kinh tế